đa kênh, hàng hóa phải bán nhiều, luôn có lượng khách mới, khách cũ mà phải quay lại, chăm chút khách cũ đi, về nhà đặt mục tiêu ra, mình liệt kê ra bao nhiêu khách cũ trước đây mình đã bỏ qua, thì về nhà mình sẽ tìm cách để mà mình chăm chút trở lại. Nhà bạn trên Facebook ít thôi, không cần nhiều, nhưng mà phải gì, chất lượng, mà uy tín của mình là phải rõ ràng. Tôi nói anh chị nghe, rất nhiều bạn học trò khách hàng của tôi vào bảo là em biết anh rất lâu rồi, cho nên nếu mà sản phẩm mà anh làm là em tin tưởng, em sẽ làm đại lý cho anh. Các bạn thấy nghe như thế có thích không ạ? Rất là thích. Nhưng không dễ gì đâu ạ. Với một số người ngồi đây, điều đấy là không dễ dàng. Bởi vì người ta phải theo dõi năm, vài năm. Người ta thấy mình không bao giờ có điều tiếng gì. Không bao giờ thấy vì lối sống, phong cách sống, cách mình làm việc là như vậy. Thì người ta sẽ tin. Chứ còn bây giờ cứ chỉ trông chờ vào việc là bán một vài đơn hàng, kiếm một vài chút tiền, thế là xong một việc, khi nào đấy kệ người ta, thì sẽ không bao giờ làm được, đúng không ạ? Tiếp tục là mình phát triển cái việc bán buôn, bán lẻ của mình tốt hơn. Đa kênh ấy, đấy, một cái kênh nữa, xong rồi nói phần đa kênh mà tôi liệt kê thiếu đấy là mọi người, đặc biệt là chỗ chị Trang, phải liên hệ với các trang thương mại điện tử để xem là họ đòi hỏi những giấy tờ gì, đưa lên đấy bảo bán. Bán về không phải là nhận hết đơn về mình, bởi vì mình là nhà sản xuất thì mình không có ăn nốt cả cái phần bán lẻ nữa, mà đang lên đấy bán để lấy đơn về. Ví dụ khách đến từ Bình Định thì giao cho đại lý Bình Định, khách đến từ Bình Phước thì giao cho khách Bình Phước, mình lấy đơn đấy về mình giao cho họ để họ có đơn hàng, mình hỗ trợ đại lý nha. Công ty có trách nhiệm hỗ trợ đại lý, nhưng nhớ rằng là đại lý phải là chủ động. Còn hai bên mà không nỗ lực vì nhau được nữa thì chúng ta nên xem xét về mối quan hệ này trong quá trình hợp tác. Đấy. Đấy là những cái quan điểm của tôi, vì còn rất là nhiều thứ tôi cũng muốn nói với mọi người nữa, đúng không ạ? Nhưng mà do thời gian nó cũng không có đủ, đúng không ạ? Vâng, và kể cả một ngày hay là hai ngày thì tôi tin rằng kiến thức tôi muốn chia sẻ với các bạn vẫn là không đủ. Chúng ta mà nếu mà chúng ta có thời gian và dành thời gian cho nhau thực sự ấy, thì chúng ta phải học khoảng 3-4 ngày liên tục, học với một cái thái độ rất là quyết liệt ấy. Như bọn tôi đi học đầu tư đấy, vì bọn tôi bỏ mấy chục ngàn đô ra, bọn tôi học quyết liệt lắm, tiền mình mà nó xót ruột lắm, nên là học hành nghiêm túc, chăm chỉ, ghi chép, hỏi han rất cẩn thận. Rồi bây giờ thì tôi sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo. Bây giờ cũng là gần 4 giờ rồi, mời các bạn hỗ trợ đâu ạ. Chúng ta sẽ có một cái phần tổng kết cái buổi học ngày hôm nay. Phát hiện mỗi một bàn sẽ có một tờ giấy A0 và các tờ giấy A4. A4 để các bạn làm gì? Các bạn ghi mục tiêu cá nhân của mình ra. Còn A0 là mình sẽ ghi mục tiêu của cả nhóm mình, của cả công ty mình. Nha, các bạn cứ nhận phiếu thì tôi sẽ hướng dẫn cách làm. Tức là các bạn sẽ đặt mục tiêu cho bản thân mình và đặt mục tiêu cho đội nhóm của mình. Xem là, vâng, cái phần cái cốc nó sẽ hơi vướng nhé, cẩn thận ạ. Vâng, các bạn để gọn ra hoặc là để xuống dưới bàn cũng được, như nào đấy, hoặc là chỗ cái cột này, tôi thấy có mấy cái cột này, có thể xếp cạnh với cái cột đây. Chúng ta sẽ kết thúc ngồi trường đúng 5 giờ là chúng ta sẽ kết thúc nhé, trước 5 giờ một chút. Đấy, cho nên chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Phần này thì tôi sẽ dành cho mọi người 20 phút để viết về mục tiêu cá nhân và mục tiêu của nhóm. Sau đó thì sẽ mời 6 nhóm đại diện của 6 nhóm đại lý nhá, 6 nhóm đại lý lên trình bày. Có thể là mình không cần hết 6 nhóm, nhưng mà 1-2 nhóm lên trình bày về mục tiêu của mình. Mục tiêu là cái gì? Tôi muốn các bạn viết ra, ví dụ trong 1 tháng tới mình sẽ làm gì, trong 3 tháng tới mình sẽ làm gì, trong 6 tháng tới mình sẽ làm gì, và trong 1 năm. Nhưng mà tôi rất muốn biết chính xác là 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng.
Bởi vì đấy là cái thời gian mà nó sẽ gần gũi với mình. Còn một năm thì bây giờ nó cũng xa quá, đúng không? Viết cái gì trong đấy? Thứ nhất là mục tiêu về công việc. Ví dụ tôi sẽ về tôi sẽ làm web. Ví dụ tôi về tôi sẽ mở kênh YouTube. Tôi sẽ về tôi livestream bao nhiêu số một ngày. YouTube tháng 6 tôi sẽ làm mấy video. Đấy là các mục tiêu về công việc. Mục tiêu thứ hai là mục tiêu về doanh số, đúng không ạ? Tháng 5 bây giờ doanh số của tôi là bao nhiêu các anh chị tự biết, đúng không ạ? Tôi muốn tăng trưởng lên 1,5 lần hay là 2 lần hay là 3 lần. Tất nhiên các con số phải gì? Hợp lý. Chứ đừng có lại còn đa cấp được. Tôi sẽ làm được. Tôi ghét hết cái loại đấy. Mình phải đưa ra các con số nó hợp lý. Tất nhiên các con số này nó phải cao cao hơn cái số thực tế một chút nhỉ. Mục tiêu là phải cao hơn hiện tại nhưng không quá khó để đạt được. Mục tiêu phải có một chút thử thách. Dễ quá không nên, đúng không ạ? Có một chút thử thách. Hiểu vấn đề chưa ạ? Và các bạn sinh viên thì có thể làm nếu muốn nhé. Nên tập dần học đi. Thế còn các đại lý thì đề nghị làm nghiêm túc giúp tôi ạ. Vâng. Các bạn hỗ trợ đi, hỗ trợ các đại lý giúp tôi ạ. Vâng. Các đại lý có câu hỏi gì không ạ? Hiểu vấn đề chưa? Tờ giấy A4 là để viết mục tiêu cá nhân. Còn tờ giấy A0 là để viết mục tiêu của cả nhóm mình. Đấy, cái bàn của mình vào, mình sẽ cộng các mục tiêu cá nhân vào. Đấy, hoặc là xếp trang có mục tiêu là năm tháng sau tăng trưởng gấp đôi. Tăng trưởng số đại lý gấp 1,5 lần, ví dụ như vậy. Về mặt số lượng, về mặt giá tiền, về mặt doanh số, về mặt số sản phẩm. Ví dụ bây giờ một tháng mình bán 1.000 hàng thì mục tiêu của mình sẽ bán 1.500 hàng. Một tháng bây giờ mình đang có 7 nhãn hiệu, mình mục tiêu mình sẽ ra 8 nhãn hiệu. Mình phải có mục tiêu thì mình mới hành động được. Còn nếu không thì mình không có mục tiêu là mình không biết mình sẽ làm gì. Có đúng không ạ? Mỗi một bàn sẽ là một nhóm nhé. Vâng. Các anh chị đại lý chắc là cũng biết nhau hết cả rồi đúng không? Mỗi một bàn là một nhóm, mình có thể làm mục tiêu cá nhân trước. Tôi đánh giá cao mục tiêu cá nhân trước. Vâng, bởi vì là mục tiêu nhóm. Thì ở đây các bạn là nhóm theo kiểu là đến đây học thôi chứ không phải là nhóm thực tế trong cuộc sống. Cho nên là tôi đánh giá cao mục tiêu của nhóm, cao của cá nhân trước. Đấy, các nhóm có thể viết cho mình, lựa chọn cho mình cái tên. Sau đó đặt mục tiêu của nhóm mình. Đấy, sau đấy chị Trang sẽ thu lại hết những cái thứ này, chị Trang về ở đấy nhá. Hôm trước đi học là hứa rồi đấy, ký tên vào cái tờ A0 này. Để ai mà làm không đúng là mình sẽ phạt, ai làm đúng mình sẽ thưởng. Đặt tên nhóm cho mình cho nó vui đúng không ạ? Cho nó để tí nữa mình lên mình trình bày, mỗi nhóm sẽ có 5 phút để trình bày. Nhưng mà nhớ rằng là chúng ta sẽ kết thúc đúng 5 giờ. Bởi vì như là buổi chiều là họ có tiệc ở đây đấy. Họ đòi đúng 5 giờ đấy, không phải là tôi tiết thời gian của các bạn đâu. Tôi thì tôi có thể dạy các bạn đến 7 giờ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà vì họ đòi trong trường ấy ạ. Nên chúng ta phải làm việc rất nhanh chóng ạ. Mục tiêu cá nhân. Và mục tiêu cá nhân bao gồm hai mục tiêu. Mục tiêu công việc. Đấy, ví dụ như tôi nhé, tôi là Phan Anh, tôi sẽ có mục tiêu là tháng 6 tới đây này
tôi sẽ quay thêm là khóa học về xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến. Tôi sẽ quay thêm khóa học về